Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập của bài 2. Đầu tiên các bạn nghe máy và các bạn nhớ đọc theo nha. 5. Luyện tập. 1. Ngữ âm. 1. Biến âm biến điệu. 季节拒绝一样异样家乡加强气候机构指示知识一切一些 Tiếp theo đọc thành tiếng. Trơ lạng cơ ý yang, hai cái này giống nhau. Trơ lạng trăng trúa dự ý yang, hai cái bàn này thì giống nhau. Đối với trúa dự cái bàn, các bạn sẽ dùng đến lượng từ trăng. Trơ lạng lạng chi trơ dạng xưa bu ý yang, hai chiếc xe hơi này màu sắc thì không giống nhau. Trơ lạng gian mạo y ta xạo bu ý yang, hai chiếc áo len này thì kích thước không giống nhau. Tha khảo tớ kinh mã lì ý giang họ, anh ấy thì tốt giống như là Mary. Tha số tớ kinh mã lì ý giang liễu lì, anh ấy nói thì lâu lót giống như là Mary. Wo gen ni ý giang xì hoan chang gơ, mình giống bạn là thích hát. Wo gen ni ý giang xì hoan lữ hành, mình giống bạn là thích đi du lịch. Và tiếp theo chúng ta dùng mẫu câu bù tàn ở chị ạ, không những mà còn bù ta họ ở chị ạ, hẳn bình yên, không những tốt mà còn rất là rẻ. Bù ta huy chàng ở chị ạ, chàng ta hẳn họ, không những biết hát mà hát rất là hay. Chúng ta cùng đến với bài tập thay thế. Bài đầu tiên, khí hậu của quốc gia các bạn với chỗ này thì có giống nhau không? Hỏi có giống không chúng ta dùng ý dần mang, và các bạn sẽ trả lời với chỗ này thì không giống nhau, bù ý dần. Bây giờ mình sẽ hỏi và các bạn trả lời nha. Nì tơ tiên nọ cần tha tờ ý dần ma? Tha tờ sầu chi cần của tờ ý dần ma? Nǐ de cǐ diǎn gěn zhè bǎn yǐ yàng ma? Zhè jiān mǎo yī gěn nǐ de yǐ yàng ma? Ý kiến của bạn với ý kiến của bạn có giống nhau không? Ở đây các bạn học từ xiǎng fǎ, ý kiến. Vậy ý kiến của bạn và ý kiến của bạn có giống nhau không? Nǐ de xiǎng fǎ gěn nǐ péng yǒu de yǐ yàng ma? Mã Lì tờ xiên chi gần mai khờ tờ ý yàng ma? Thay thế tiếp theo, mùa đông ở chỗ các bạn với chỗ này thì có lạnh giống nhau không? Để nói hai đối tượng A và B có đặc điểm hoặc là tính chất nào đó có giống nhau không? Các bạn nhớ để tính từ ở sau ý yàng mà không được để trước nha. Nhớ là đặt sau ý yàng. Và trả lời thay vì ý yàng, bù ý yàng, các bạn có thể trả lời với bị, so sánh hơn. Đối tượng A so với đối tượng B thì lạnh hơn. Vậy bây giờ mình sẽ hỏi và các bạn trả lời nha. Chư cái giáo sư gần nà gờ ý yàng ta mà? Đi đi gần nì ý yàng cao mà? Chờ tờ xà thiên gần Bảy Kinh ý yàng trơ mà? Nà tờ tông thiên gần Sàng Hải ý yàng lần mà? Zhè jiān mǎo yī gěn nà jiān yǐ yàng chǎng ma? Zhè gè shǒu jī gěn nà gè yǐ yàng guài ma? Bài số 3, ở đây chúng ta sẽ dùng đến cấu trúc tuy. Đối tượng nào đó hǐn càn xìng jì, rất có cảm hứng với một thứ gì đó ha. Thư pháp. Tā duì shū fǎ hǐn càn xìng jì, nǐ nè? Văn học Trung Quốc. Tha tuy Trung Quốc vấn xuế hẳn cản xin chư, nỉ nó? Trên Trung Quốc. Tha tuy Trung Quốc hoa hẳn cản xin chư, nỉ nó? Phim Trung Quốc, phim điện ảnh Trung Quốc.
他对中国电影很感兴趣，你呢？chúng ta có thêm từ mới trân rượu nghĩa là chăm cứu. Tha tôi trân rượu hẳn cảm xin chi, nỉ nớ. Cân cận, tha tôi chín chi hẳn cảm xin chi, nỉ nớ. Bài tập thay thế thứ tư, cô ấy thi như thế nào? Cô ấy thi tốt giống bạn. Ở đây chúng ta sẽ thay thế ở chỗ động từ và tính từ ở đây ha. Vậy thì mình hỏi các bạn là tha xuế tơ, dẫn bây giang. Tha xuế tơ, dẫn bây giang. Tha chang tơ, dẫn bây giang. Tha xuế tơ, dẫn bây giang. Các bạn nhớ từ này ha, piao liang nghĩa là đẹp. Tha bảo tơ, dẫn bây giang. Tha lại tơ, dẫn bây giang. Bài tập số 5 chúng ta sẽ dùng đến cấu trúc bù tàn ở chợ, không những mà còn. Mùa đông chỗ này không những có tuyết mà còn rơi rất là lớn. Mình sẽ nói tiếng Việt để các bạn dịch sang tiếng Trung trước nha. Mùa đông không những rất lạnh mà thường có gió. Cô ấy không những biết nói tiếng Hán mà còn nói rất là tốt. Anh ấy không những biết vẽ tranh mà còn vẽ rất đẹp. Mary không những biết hát kinh kịch mà hát cũng không tệ. Cô ấy không những là muốn học tốt tiếng Hán mà còn muốn nghiên cứu về lịch sử Trung Quốc. Bài tập thay thế số 6 các bạn cũng dùng đến một câu bù tàn ở chợ. Mình sẽ nói tiếng Việt các bạn cũng dịch như vừa rồi ha. Không những mình thích ăn món ở Trung Quốc mà em trai mình cũng thích. Không những mình muốn đi du lịch mà em trai cũng muốn đi du lịch. Không những mình biết nói tiếng Anh mà em trai cũng biết nói tiếng Anh. Không những mình biết múa thái cực quyền mà em trai cũng biết. Không những mình định là kéo dài thêm một năm mà em trai mình cũng vậy. Không những mình thích thú với lịch sử mà em trai cũng vậy. Bài 3, chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Bố ưu quản, viện bảo tàng. Qua, nổi thổi thường đi với qua phân. Ý dân, giống nhau. Chiêu thiên, mùa thu. Khai phẳng, mở cửa. Ở chỉ, mà còn. Thản sân, nảy sinh xuất hiện. Giảng chiêu, nghiên cứu. Trừ sư, chỉ là. Vậy câu đầu tiên. Một năm thì có bốn mùa, đó là xuân hạ thu đông. Câu số 2, khí hậu ở quốc gia của bọn mình với chỗ đây thì không giống nhau. Câu số 3, ở đây chúng ta dùng đến qua phân. Qua tỏ phân là nổi gió lớn. Qua là ý dê tỏ phân là một đêm mà nổi gió lớn ha. Vậy thì sau một đêm nổi gió lớn thì thời tiết, thiên trị, thời tiết ý xa là phút chốc thì nó đã trở nên là lạnh hơn. Câu số 4, giảng chiêu, nghiên cứu. Bạn dự định là nghiên cứu về lịch sử của thành phố này à. Câu số 5, trên sự là biết các bạn ha. Vậy thì mình chỉ biết cô ấy. Đối với cô ấy thì mình không có hiểu lắm. Các bạn có từ léo chỉa. Léo chỉa nghĩa là hiểu. Bù thai léo chỉa, không hiểu lắm. Câu số 6, chúng ta dùng đến cụm từ sản sinh xin chi. Gần đây thì mình đối với là tranh Trung Quốc nè, và đối với thư pháp thì nảy sinh hứng thú. Câu số 7, cuối tuần thì mình thường đi bảo tàng tham quan. Câu số 8, sau cải cách mở cửa, Trung Quốc thay đổi rất là lớn. Thì ở đây các bạn có thể dịch là sự thay đổi của Trung Quốc rất là lớn cũng được ha. Câu số 9, bù tàng thì chúng ta dùng đến ở chỉ. Mùa đông ở nơi này không những lạnh mà còn thường có gió. Bài số 4, dùng cụm từ kinh ý dân, bù ý dân. Đầu tiên chúng ta dùng kinh ý dân. Các bạn nhìn vào ví dụ, mình ở khách sạn Đông Phương, cô ấy cũng ở khách sạn Đông Phương. Vậy chúng ta có thể diễn đạt bằng cách khác. Nơi cô ấy ở với mình thì giống nhau. Chúng ta dùng đến kinh ý dân. Tương tự các bạn cùng thực hành những câu phía dưới nha. Câu đầu tiên các bạn có từ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp nghĩa là bộ môn hoặc là chuyên ngành. Chuyên ngành của mình là tiếng Hán, chuyên ngành của cô ấy cũng là tiếng Hán. Vậy thì chúng ta cũng có thể nói chuyên ngành của mình và của cô ấy thì giống nhau.
Câu số 2. Ủy rũng phủ. Vậy thì cái áo này của mình là màu đỏ, cái áo của cô ấy cũng là màu đỏ. Chúng ta cũng có thể nói cái áo của mình và của cô ấy màu sắc thì giống nhau. Vậy thì khi các bạn nói về một danh từ nào đó, một cái nội dung nào đó giống nhau, thì các bạn nhớ chúng ta sẽ đặt trước ý danh, giản xưa ý danh, mà các bạn không được nói là ý danh giản xưa. Tương tự như các bạn cũng có như giá cả giống nhau, hoặc là lớn nhỏ kích thước giống nhau ha. Rồi câu số 3. Chiều cao thân thể của mình là 1m8, chiều cao của cô ấy là 1m8. Chúng ta cũng có thể nói chiều cao của mình và của cô ấy thì giống nhau. Câu số 4. Trận chi là thành tích. Thành tích kỳ thi ngữ pháp của mình là 95 điểm. Của cô ấy cũng là 95 điểm. Thì chúng ta cũng có thể nói là thành tích của kỳ thi ngữ pháp của mình á, với cô ấy thì giống nhau. Câu số 5. Mình thích chơi tennis, quần vợt. Cô ấy cũng thích chơi quần vợt. Thì lúc này các bạn có động tăng, các bạn sẽ để sau ý danh ha. Mình giống... mình với cô ấy thì thích chơi giống nhau, thích chơi tennis giống nhau. Hoặc các bạn cũng có thể dịch ai khó là sở thích của mình và của cô ấy giống nhau. Câu số 6. Cô ấy năm nay 19 tuổi, mình cũng 19 tuổi. Vậy thì chúng ta cũng có thể có hai cách diễn đạt. Cô ấy và mình lớn giống nhau, nói về tuổi tác chúng ta dùng đến ta. Hoặc các bạn dùng đến danh từ nén lĩnh. Nén lĩnh nghĩa là tuổi tác. Tuổi tác của cô ấy và của mình giống nhau. Câu số 7. Cả hai đều đi Thượng Hải du lịch. Thì các bạn có thể nói là mình với cô ấy thì giống nhau là đi Thượng Hải du lịch. Hoặc các bạn cũng có thể nói là cái nơi mà mình đi du lịch đó, với cô ấy thì giống nhau. Câu số 8. Mình mua là cuốn từ điển này và anh ấy mua cũng là cuốn này luôn. Thì các bạn có thể dịch là cái cuốn từ điển mà mình mua á, với anh ấy mua thì giống nhau. Phần B chúng ta sẽ dùng với kinh bù ý dân. Xe của mình là màu đen, xe của cô ấy là màu đỏ. Vậy thì chúng ta có thể nói là màu sắc không giống nhau. Xe của mình và xe của cô ấy màu sắc không giống nhau. Hoặc là màu sắc của xe mình và của cô ấy thì không giống nhau. Các bạn có thể dùng một trong hai cách. Câu số 2. Năm nay mình tốt nghiệp, em trai thì năm sau tốt nghiệp. Vậy thì thời gian mà mình tốt nghiệp với thời gian em trai tốt nghiệp thì không giống nhau. Câu số 3. Mình học ngôn ngữ, còn em trai và học về y. Thì chúng ta sẽ thấy là cái chuyên ngành mà mình học với em trai mình học thì không giống nhau. Câu số 4. Sau này thì mình muốn làm phiên dịch viên, còn em trai thì muốn làm tài phụ, nghĩa là bác sĩ. Vậy thì chúng ta sẽ nói là cái công việc mà mình muốn làm sau này với em trai mình thì không giống nhau. Câu số 5. Xe lửa thì mỗi tiếng nó đi được 200 cây số, còn xe hơi mỗi tiếng nó đi 120 cây số. Lúc này các bạn có thể dùng đến từ su tu. Su tu nghĩa là tốc độ vận tốc. Vận tốc của xe lửa với vận tốc của xe hơi thì không giống nhau. Câu số 6. Bắc Kinh hôm nay 29 độ, còn Quảng Châu là Quảng Châu là 31 độ. Chúng ta có nhiệt độ không khí là quân tụ. Nhiệt độ không khí của Bắc Kinh và Quảng Châu không giống nhau. Câu số 7. Cái nhà này diện tích là 30 mét vuông, còn nhà kia là 35 mét vuông. Chúng ta có diện tích là miền chi. Các bạn có thể có hai cách dịch. Diện tích của căn này với căn kia thì không giống nhau. Hoặc là căn này và căn kia có diện tích không giống nhau. Câu số 8. Cái áo này thì giá là 350, còn cái áo kia là giá 400. Vậy thì chúng ta sẽ dùng đến giá tiền. Giá tiền nghĩa là giá tiền. Tương tự như ở trên, các bạn có thể nói là giá tiền của cái áo này với cái áo kia không giống nhau, hoặc là cái áo này với cái áo kia giá tiền không giống nhau.
bài 5 dùng từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống. Bài này mình thấy không có khó nên mình sẽ đi nhanh với các bạn. Các bạn nhìn vào ví dụ, táo với quýt có to giống nhau không? To không giống nhau, táo thì lớn hơn quýt. Vậy thì chúng ta đến với câu đầu tiên. Chúng ta thấy cấu trúc ý dân thì chúng ta sẽ dùng đến cân. Và ở đây chúng ta đang so sánh cái nào cao hơn, chúng ta dùng đến bị. Tương tự câu số 2 ha, chúng ta cũng có cân luôn. Cuốn sách này với cuốn kia thì có khó giống nhau không? Không giống nhau, cuốn này so với cuốn kia thì dễ hơn một ít. Câu số 3 cũng với cấu trúc ý dân, chúng ta dùng cân. Anh ấy và bạn thì có lớn giống nhau không, tuổi tác có giống nhau không á, thì chúng ta sẽ nói là không giống nhau, mình so với anh ấy thì lớn hơn một tuổi. Câu số 4, hai cái chai rượu này thì có mắt như nhau không, giống nhau không, thì là không giống nhau. Cái này thì nó mắc hơn nhiều. Quay quay tờ tua. Câu số 5, hai cái vali này có nặng giống nhau không, thì chúng ta sẽ nói là cái này so với cái kia thì nặng hơn, dùng đến bị. Câu số 6, hai nơi này thì có lạnh như nhau không, lạnh giống nhau không, thì chúng ta sẽ nói là chỗ này thì lạnh nhiều hơn. Bài số 6, căn cứ tình hình thực tế để trả lời câu hỏi. Cái này tùy các bạn có thể trả lời theo ý các bạn hoặc là dựa theo gợi ý mà mình gửi cho các bạn nha. Vậy câu đầu tiên, cái túi sách của San Bẩn, ở đây các bạn có thể dịch là Sơn Bản hoặc là theo tên người Nhật là Yamamoto. Cái túi của Yamamoto thì là màu xanh. Cái của bạn thì màu sắc có giống của anh ấy không? Thì tùy các bạn là các bạn trả lời ý dân hoặc là bù ý dân. Câu số 2, ai tử khóa ai đức hoa, cuối tuần là muốn đi nhà sách, bạn có muốn đi cùng anh ấy không? Thì các bạn cũng có thể nói là mình muốn đi nhà sách cùng anh ấy. Chúng ta dùng kinh tha y chỉ truy su tiện. Ai tử khóa các bạn cũng có thể dịch bằng tên tiếng Anh này ha. Câu số 3, Yamamoto thì thích leo núi, còn cái sở thích của bạn á, có giống với của cô ấy không? Thì các bạn có thể trả lời là giống hoặc là không giống tùy các bạn ha. Nói về sở thích chúng ta dùng đến ai họ. Câu số 4, mình thích ăn món ăn Trung Quốc, bạn thì có giống với mình không? Các bạn trả lời theo ý của các bạn nè. Thích ha, mình thì do mình với bạn thì giống nhau là thích ăn món ăn Trung Quốc. Hoặc các bạn cũng có thể tách ra trả lời là 我跟你一样, 我也喜欢吃中国菜, tùy các bạn nha. Câu số 5, Lũ Đán thi được 90 điểm, bạn thi thì có tốt giống như cô ấy không? Các bạn thử dịch câu này ha. Không tốt bằng các bạn dùng là mấy dỗ. Và để mình nói là chỉ thi được bao nhiêu đó, chúng ta dùng là trứ khẩu lớp 80 phân. Mike thì không có uống bia, còn bạn thì sao? Mình giống anh ấy ha. Câu số 7, đất nước của mình, quốc gia của bọn mình thì không có mùa đông, còn quốc gia của các bạn thì như thế nào? Cũng giống ha, cũng không có mùa đông. Câu số 8, Mary thì rất là thích thú, có cảm hứng với lịch sử Trung Quốc. Và còn bạn thì sao? Có thích thú với lịch sử Trung Quốc không? Mình giống và mình cũng rất là có cảm hứng với lịch sử Trung Quốc. Bài 7, sửa câu sai. Các bạn đến với câu đầu tiên. Ở đây chúng ta dùng đến bổ ngữ trình độ. Vậy chúng ta sẽ dùng là 写汉字, 写的跟你不一样. Câu số 2, câu số 2 thì đơn giản rồi. Ở đây chúng ta đang dùng đến ý dân thì các bạn sẽ dùng đến là cân. Câu số 3, tương tự như vậy ha, chúng ta cũng dùng cân nha. Câu số 4, như mình có nhắc là nó có đặc điểm nào giống nhau, chúng ta cần để tính từ lẫn ở phía sau ý dân, không được đặt trước ha. Câu số 5, trường hợp này là ngược lại. Trên này các bạn có lẫn là tính từ, nó có đặc điểm gì đó giống nhau thì chúng ta để cái tính từ đó ở sau ý dân. Tuy nhiên, chỉ khổ là danh từ, nó chỉ là có nội dung nào đó giống nhau thì các bạn nhớ để cái nội dung cái danh từ đó lên tới trước ý dân. Sẽ có hai cách diễn đạt tùy các bạn nha. Hai cách như thế này.
Và ở đây thì mình chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn về đặc điểm này, để cái này lên tới trước ý dân. Câu số 6. Ở đây chúng ta cũng có là nội dung màu sắc giống nhau, các bạn đưa dạng xưa lên tới trước và bỏ luôn từ khủng ha. Bài 8, luyện nói sau khi đọc bài khóa. Trước tiên chúng ta đến với một số từ vựng bổ sung. Sai. Sai nghĩa là thi đấu. Các bạn gặp trong từ bì sai. Bì sai có thể là danh từ, cũng có thể là động từ. Mã. Mã nghĩa là ngựa. Quá hoàng. Quá hoàng nghĩa là quốc vương, vua. Tận. Tận. Hôm trước các bạn học từ tận nghĩa là đợi. Hôm nay chúng mình học với nghĩa là đẳng, đẳng cấp. Sang tận. Sang tận nghĩa là thượng đẳng. Trung tận. Trung tận. Trung đẳng. Xa tận. Xa tận. Hạ đẳng. Các bạn thử đọc và dịch động văn sau đây nha. Sai mã. Cuộc thi ngựa. Liễn chiên tô liễn chiến. Hơn 2.000 năm trước. Dẫu cơ rấn giao thiện chi. Có một người gọi là Điền Kỵ. Từ kỵ này các bạn nhập trong tên Trương Vô Kỵ, Trang Vũ Chi. Hẳn sĩ khoan sai mã. Rất là thích cuộc đấu ngựa. Y thiên, của quảng tôi tha xua. Một ngày nào quốc vương nói với anh ấy. Thiên xua, nì yêu mã lợ, y xeo khẩu mã. Và mình sai sai sai, sẽ mà dân. Nghe nói Khanh lại mua được một vài con ngựa hay, một vài con ngựa tốt. Chúng ta lại thi thử xem như thế nào. Thiện chi chứ to, chứ chỉ tâm mở, mấy dụ của quán tất hộ. Điền Kỵ biết là con ngựa của mình thì không có tốt bằng ngựa của quốc vương. Tàn sư dù bu hảo y sự xua bù xa. Nhưng mà cảm thấy rất là ngại, rất là không tiện, khó để mà nói là không thi. Chúng ta có từ bu hảo y sự nghĩa là ngại, không tiện. Chưa ta yên lợ. Ta yên các bạn có là đồng ý. Vậy thì lúc này chúng ta có là biết là ngựa của mình không tốt bằng của quốc vương, nhưng mà rất là ngại, rất là không tiện để mà nói là không thi đấu, cho nên là Điền Kỵ đã đồng ý ta yên lợ. Thiện chi hứa của quảng tâm mạ tô phân san tận, sang tận, trung tận, xa tận. Ngựa của Điền Kỵ và vua đều phân thành 3 loại: thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng. Bì sai chinh xỉnh san trạng. Trận đấu thì được tiến hành là 3 vòng. Ở đây chúng ta sẽ dùng từ trạng lượng từ cho trận đấu là bì sai các bạn ha. Mấy trận sai san sư. Mỗi trận như vậy thì sẽ đấu 3 lần. An zui hou de de fen quyết định su ying. An, các bạn có động từ an nghĩa là theo, dựa theo. Đây là phương pháp hình thành. Các bạn có từ an là phía bên đây này các bạn. Dưới mái nhà có người phụ nữ thì rất là an toàn, an tâm. Đó, và nó mượn âm thanh của từ này ha. Và chúng ta chỉ cần thêm bộ thủ phía trước thì các bạn có từ an là dựa theo, theo. Chuẩn định nghĩa là quyết định. Dựa theo cái số điểm đạt được cuối cùng mà quyết định thua, thắng, thắng thua. Su là thua, dẫn là thắng. Bì sai khai sử lợ. Trận đấu bắt đầu rồi. Tì y trận. Trận đầu tiên. Thiện di dùng thủng tận chỉ tợ mở. Kinh cố quảng sai. Điện kỵ dùng cái con ngựa cùng đẳng cấp với quốc vương để thi. Thiện di tợ mở. Tô mấy dụ của quảng tợ bảo tợ khoai. Ngựa của Điền Kỵ thì không có chạy nhanh bằng của quốc vương. Chỉ của san sư tô sú lợ. Kết quả là đều thua hết. Thiện chi sú lợ tì y trận. Điền Kỵ thì đã thua trận đầu tiên. Xin lý hẳn bù cáo xinh. Tâm trạng thì không có vui. Trơ sử ý cơ phận dọ tôi tha xua. Lúc này thì có một người bạn nói với anh ấy. Nì bù nâng trơ giang sai. Và cao su nì ý cơ bàn phả. Bạn không nên là thi như vậy. Mình nói cho bạn một cách. Tì ơ chẳng bị xa khai sử lợ. Trận thứ hai thì bắt đầu rồi. Thiện chi xen dùng xa tửng mở. Kênh của quảng ta sang tửng mở. Sai. Điền Kỵ là trước tiên dùng đến con ngựa hạ đẳng của mình cùng với con ngựa thượng đẳng của quốc vương để thi. Chỉ của thiện chi sử lợ.
kết quả là Liên bị thua. Đại gia đều xiang, zhe chang bi sai, tian ji you yao shu. Mọi người đều nghĩ là trận đấu này thì Liên bị lại sẽ thua. Đại sư, đi ơ sư bi sai, nhưng mà trận thứ hai, tăng của quận dùng trung tửng mã sử. Khi mà quốc vương dùng đến con ngựa trung đẳng, thiện di chê dùng là sang tửng mã. Điền kỳ dùng con ngựa thượng đẳng. Thiện di tờ sang tửng mã bị của quận tờ trung tửng mã thảo tơ khoai. Con ngựa thượng đẳng của Điền kỳ so với con ngựa trung đẳng của quốc vương thì chạy nhanh hơn. Trời sư thiện di dựng lợi. Lúc này Liên Kỳ đã thắng. Đi san sư, lần thứ ba, Thiện Di dùng trung tửng mã kinh của quảng tới xa tửng mã sai. Lần thứ ba, Liên Kỳ dùng cái con ngựa bạc trung đẳng thi với con ngựa hạ đẳng của quốc vương. Xíu của dâu dựng lợ, kết quả lại thắng. Trừ rằng, đi chẳng bị sai, của quảng xú lợ. Cứ như vậy, trận thứ hai thì quốc vương thua. Đi san trạng kênh đi ơ trạng ý yang. Trận thứ ba thì giống với trận thứ hai. Thiện di dùng thống yang tờ phong phả yêu yến lợ của quảng. Liên kỳ dùng cùng một phương pháp mà thắng được nhà vua. Bị xa tới giữa của sư ơ bị y. Thiện di yến lợ. Kết quả của trận đấu là tỷ số 2-1, Điền Kỳ thắng. Vậy là chúng ta đã học xong bài 2, hẹn các bạn bài 3 ở video sau nha. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.